Như đã hứa với mọi người thì hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chăm sóc da mụn như thế nào để hiệu quả nhất ha. Thì đầu tiên mình sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt web có đầu cọ thông minh, thì mình sẽ lấy đi được cái bụi bẩn tận sâu dưới lỗ chân lông và massage cho lưu thông máu. Sau đó là mình sẽ dùng mặt nạ ngũ hoa. Thì mặt nạ này thì Linh thường hay đắp nhất luôn. Đó, mình đổ hỗn hợp mặt nạ vào chén, sau đó mình cho ít nước lọc và mình trộn đều cho đến khi ra một cái hỗn hợp sệt đồng nhất như thế này. Và chúng ta sẽ tán đều cái mặt nạ này ra và đắp lên trên da. Đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt nạ kìa, là thấy tươi mát liền luôn. Sau đó mình sẽ tán đều hết trên da mặt như thế này ha. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đó, rất là đã, rất là mát. Trời ơi, đắp xong là muốn ngủ quên luôn. Các bạn sẽ đắp như vậy trong vòng 30 phút. Sau đó miếng mặt nạ thì nó đã thấm hết cái dưỡng chất vô da rồi. Đó, mọi người gỡ ra như thế này nha. Đó, đắp xong da rất là mướt luôn, kiểu như là được cấp nước, cấp ẩm cho da vậy đó. Mọi người thấy không? Gỡ ra một cái trời nó đã, da nó mướt mát gì đâu luôn. Da mụn thì mọi người nên lựa chọn mặt nạ kỹ ha. Thì lựa chọn của Linh là vẫn luôn trung thành với mặt nạ ngũ hoa. Thì mặt nạ ngũ hoa này có giá là 150.000 một gói. Mình đắp được chừng 7 đến 8 lần, rất là tiết kiệm. Đó, mọi người đắp xong mọi người nhớ rửa mặt nha. Nhớ rửa mặt cho sạch. Và sau đó là bước cuối cùng, bí quyết mà tại sao mà mình ăn đồ nóng hoặc là cái thời tiết nắng nóng như thế này thì da mụn rất dễ là phát triển mụn đó. Thì bí quyết cuối cùng của Linh thì mọi người xem tiếp theo ha. Đó, mình lau mặt sạch như thế này. Đó, lau kỹ lên. Linh quay video cho mọi người nên là Linh lấy cái bông mút lau. Còn mọi người ở nhà thì mọi người rửa sạch bằng nước nha. Rửa sạch lên. Và sau đó tiếp theo là mình sẽ thoa xà phòng. Xà phòng này thì đây là thần dược của chị mụn ẩn và ngăn ngừa mụn luôn. Thì bạn nào da mà hay nổi mụn á thì nên nhớ tậu em này về nha. Giá có 650.000 một chai thôi, mình xài tới mấy tháng lận. Đó, bí quyết mà ăn đồ nóng nè hoặc là cái thời tiết nắng nóng bức như thế này thì da mụn rất là dễ nổi. Thì mình nên làm dưỡng cái này mỗi tối nè, bí quyết của Linh mỗi tối luôn á. Mình thoa xà phòng lên. Đó, thoa sau đó là mình sẽ tán đều giống như thoa kem dưỡng vậy thôi. Cái nước nó đen đen mọi người thấy ghê ghê vậy chứ mà công dụng rất là tuyệt vời luôn đó nha. Đó, thảo dược 100% luôn. Chị em nào xài thì mình bỏ vô tủ mát ha, để mình bảo quản cho nó tốt. Tại vì cái này là hàng thảo dược tự nhiên cho nên là không có chất bảo quản. Mình sẽ bảo quản vào trong tủ mát là tốt nhất. Mọi người thoa đều như vậy nè. Đó, cho thảo dược nó nhắm hết vô trong da. Cái này á là vừa trị mụn cám, mụn đầu đen, vừa ngừa mụn, vừa trị mụn ẩn và mờ thâm luôn đó mọi người. Mọi người thấy không? Từ có một đứa mà da mụn ơi là mụn luôn. Rồi bây giờ hả, ăn đồ nóng thả ra mà cũng không có sợ bị mụn. Da lúc nào cũng mướt hết trơn á. Tạm biệt mọi người nha.